Bây giờ chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị một nhạc phẩm mới viết cho chương trình hôm nay của nhạc sĩ Hồng Sương Long, có tựa đề là Hương Tình Gái Quê. Xin chào đón cô gái quê, nữ ca sĩ Hương Thủy. Ca sĩ Hương Thủy chỉ mặc một chiếc áo bà ba rất là giản dị, nhưng mà vẫn thấy được cái vẻ đẹp. Thì cũng đúng như anh Ngạn nói, quả thật đàn bà Việt Nam là một trong những người đàn bà mà đẹp nhất trên thế giới. Thưa quý vị, trước đây đó, trong tình yêu thì nói về tình yêu thì phải nói đến sự lừa dối, sự dối gian.
Và trước đây một cái mà chúng ta vẫn nghe nói nhiều đó là nghệ sĩ là những người ưa thay lòng đổi già, ưa nhiều chồng nhiều vợ. Thì trước đây những người nghệ sĩ thì họ nói đó là oan uổng, là tại vì nghệ sĩ cũng giống như là những người không nổi tiếng, chỉ có cái khác biệt là những người không nổi tiếng cũng như vậy, nhưng mà người ta không biết đến. À, nhưng thưa quý vị, một cái bài Kỳ Duyên vừa đọc ở trường Đại học Harvard nha, thì họ nói rằng không phải chỉ có nghệ sĩ mà tất cả những cái người có cái đầu óc sáng tạo, trong đó có họa sĩ, có nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, văn sĩ nhà thơ, thì những người đó đều có cái tỷ lệ cao hơn để mà có thể ngoại tình. Nhưng mà vì sao? Vì họ có cái đầu óc sáng tạo nên khi họ làm những cái chuyện lỗi lầm thì họ lại có nhiều cái lý do tại sao họ nên làm cái chuyện đó. Có nghĩa là họ nghĩ ra được nhiều cái lý do để cho là cái sự họ làm là đúng, và vì vậy họ mới làm. Anh hiểu em nói không? Em nói lòng vào tí em hơi... Không, tức là... tôi thật sự ra phải công nhận là cái bộ óc đàn ông, cái cầu nó ngắn quá đó. Thì cái thông tin nó vào nó chạy chậm, thành thử ra cô ấy nói mãi mà tôi không hiểu cái gì cả. Nhưng mà bây giờ tôi tóm lại. Rồi, tôi đoán cái ý cô ấy, tôi tóm lại nơi này. Những người nghệ sĩ là những người có khả năng sáng tạo nhiều. Và vì sáng tạo nhiều cho nên họ tìm ra được những cái excuse, những cái nguyên cớ để giải thích cái hành động của họ mà người bình thường nhiều khi chậm không nghĩ ra. Chẳng hạn, bây giờ tôi, có phải không cô? Yes, đúng. Đúng. Thí dụ như bây giờ tôi lấy thí dụ như thế này. Có cái ông kia, cái câu chuyện này trên báo này, có ông kia, vợ ông ấy chết. Sau khi đưa đám tang về thì ông ngồi trên xe, ông đặt tay lên đùi cô em vợ. Thì cô em vợ cô ấy tát ông ngay một cái. Cô ấy nói là chị tôi vừa nằm xuống có 3-4 ngày thôi mà anh đã dám đặt tay lên đùi tôi. Thì ông mếu máo, ông nói em ơi, giờ này anh đang đau khổ quá, anh đặt tay lên chỗ nào anh cũng không biết. Tức là một câu trả lời đầy sáng tạo. Đó, tức là ý, giá mà một người chậm hiểu một chút thì nhiều khi chịu cái tát đó mà không giải thích được. Nhưng mà vì ông này là một nhà văn giống tôi thì cái đầu ông nghĩ ra ngay. Nghĩ ra ngay cái nguyên cớ như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cũng trong cái chủ đề chúng tôi đang nói là những lời mê hoặc, thì chúng tôi có viết một vở kịch để quý vị nghe những lời mê hoặc trên sân khấu, có tựa đề